làm sai tao quay rồi có gì đâu mà tao quay đúng tao quay sai đâu cả. Anh bé tò mò chúng ta mời công an qua đây anh xuống đây tự ơi hỗ trợ giùm em cái. Không có đập xe anh mà có mời. Đập xe luôn. Đập xe luôn. Quay đi. Anh nè. Đập xe luôn. 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 Cái gì mà anh xuống. Cũng vậy luôn mới đập không. Có sức mình đánh. Cảnh sát vô đi xác. Dạ vâng. Mấy cư nữ gì. Dạ vâng. Em ơi. Nhưng anh đập xe không được nha. Tôi không có đập xe anh. Anh lấy gì làm bằng chứng tôi đập xe anh. Đúng. Anh đập xe anh. Tự đập xe anh. Xin lỗi cho đập xe. Tôi nhìn rõ ràng là nhân viên của tôi không có động thái nào đập xe anh nhé. Và anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và anh đã có hành vi chống đối cảnh sát. Giữ xe tôi. Khoan, tụi mày kéo cái gì? Tụi mày phá hoại tài sản công dân à? Chắc tôi à? Tụi đưa những mình dưới tội dân. Không được. Đây là mọi anh vậy.